Từ Mộc trong vai chủ xót qua. Tính tình yêu hòa bình, ghét chiến tranh. Số đo ba dòng 88, 89, 100. Con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình, đùa vui với lúc hoa bó hoa mai lan đang hòa mình. Con én bay, con én bay, con én la đà, từ bay tia nước sống cuộc nhạc tình sa sa sa. Đòn vai con, tính tình muốn xa gia đình tự lập, số đo ba dòng muốn cho nhiều cho. Tiền ơi, hôm qua con có đặt hai chậu hoa, có chưa cô? Ông Dũng ơi! Ơi! Đem qua giao cho người ta kìa! À, rồi rồi, có liền, có liền! Dũng nhí trong vai ở đời là một ông già. Tất cả cuộc đời ông. Đây, tôi đem đi giao cho tao ơi. Nè con, cảm ơn con nha. Dẹp đi! Ông Dũng. Dạ. Ủa gì kỳ vậy? Tôi bỏ nhà đi mấy tháng trời, bây giờ tôi về vẫn thấy cái mặt ông ở đây là sao? Tại sao ông bỏ đi luôn đi? Dạ đâu có, bà chủ chưa đuổi rồi. Thôi con bớt bớt đi. Tội nghiệp chú Dũng lớn tuổi rồi, biết đi đâu về đâu hả con? Trời ơi, dù sao ông đó cũng là kẻ ăn người ở trong nhà. Mày làm cái gì bên ông chầm chầm vậy? Ê, xí xí, này mẹ của cậu á, sao nói chuyện cọc cằn vậy? Kệ tôi, mẹ tôi không để mẹ ông. Mất dạy. Trời ơi! Dũng. Mà đón. Ông rảnh không? Dạ tôi làm lên trên lầu mà. Lấy cái túi hoa tràng cho tôi. Lại đi. Rồi. Đi. Ông này ông già, ông lẩm cẩm ông nói cái gì á. Tôi đi á, tôi không ở đây nữa. Thôi mà mẹ xin lỗi mà đón. Trước khi đi cũng phải để mẹ coi con của mẹ hôm nay ra làm sao đã. Ừ. Hôm nay ốm nhiều nè. Mà đi ra đường mình phải chú trọng về cái trang phục. Mình là ca sĩ mà con. Ví dụ như cái áo này không có hợp nè, con phải cởi nó ra. Mẹ hả? Nhìn nó lèn xèn lắm hả? Xong. Còn cái nón nữa, nó làm tối gương mặt của mình, phải tháo nó ra. Để chưa? Tóc tai. Thôi. Mày làm cái gì vậy? Ba cái chuyện tóc tai quần áo mẹ không cần lo. Cái chuyện là chuyện của con, chuyện của giới trẻ. Còn mẹ bây giờ là mẹ tụi già rồi, mẹ cổ lỗ sĩ rồi. Mẹ không có am hiểu mấy cái chuyện này đâu, mày đừng có lo. Mẹ xin lỗi con. Ôi Thiên Lôi ngủ quên rồi hả ta? Ông á, biết rồi. Xin lỗi nữa đúng không? Đúng rồi, mẹ xin lỗi. Ông già cả nữa đúng không? Đúng rồi con. Biết hết rồi. Dạ. Thôi bây giờ nói nè, giờ chuyện quan trọng nhất là bây giờ chuẩn bị sắp tới cái live show của con rồi mẹ, ha. Đó, bây giờ con kiếm được 200 rồi, còn thiếu một nửa nữa. Giờ sao, có cho con không? Cái chuyện mà tiền bạc á thiếu á, từ từ mẹ sẽ đưa cho con thêm. Con yên tâm đi, mẹ sẽ tìm mọi cách mẹ đưa cho con mà. Tôi không biết đâu nha, bữa đó mà không có đủ tiền hả, tụi nó tới giật sập sân khấu một cái hả, tôi không có diễn được hả, tôi cắn lửa tôi chết cho mẹ coi. Thôi mẹ bán mông. Giật cái gì đó hả? Cái túi hóa trang của tôi đâu? Kiếm tùm lum hết rồi không có thấy. Có cái túi hóa trang cũng tìm ra nữa, làm được cái gì? Thôi. Vừa già vừa xấu mà còn vừa lùn nữa. Hey. Mình nhỉnh hơn phân á nha. Sợ lắm, phá đi, đi qua đi giùm tôi cái đi, Dũng ơi. Mang đôi dài đó chứ không là hơn nữa đó. Thôi con đừng nóng, còn tới giờ mình đi làm rồi. Mình đi làm đi con, khán giả chờ. Tới giờ tôi rồi đó nha. Chứ không là tôi ở lại là ông coi chừng tôi đó. Tôi đi. Tôi không ở đây nữa. Đi. Con nhớ chiều về ăn cơm nghe. Đứng lại. Mày cơm hả? Thằng lùng kia. Bước ra đây. Ba đi ông. Chú ơi. Tao nói với mày. Ủa mình có quen hả? Ai kêu ông? Chú mới nói thằng lùng kia ra tao biểu. Ô hai đứa cùng sai ta. Gì? Ông đi vô. Thằng đội nón. Let's be go. Chứ cậu hai kìa. Anh hai. Dạ em biết tội của em rồi. Anh hai cho em khoảng 2-3 ngày nữa thôi. Là em thu xếp em có đầy đủ, em chồng tiền cho anh hai liền nha. Anh dạ. Hai anh ba gì ở đây? Dạ. Mày mượn tao 100 triệu. Dạ. Cộng luôn tiền lời.
Dạ. Tao tính lên 150 triệu. Trời đất ơi, trả ngay và liền cho tao. Trời đất ơi. Trời ơi. Mẹ nè. Mẹ có tiền không? Mẹ cho con trả liền đi chứ người ta giết con liền đó. Mày xin tiền bả để trả cho tao. Dạ. Trong khi đó bả còn thiếu tao 2 triệu. Trời đất. Mẹ. Tại sao mày mượn tiền của người ta? Mẹ biết tiền lãi cao lắm không? Mẹ biết. Mày mượn cho ai? Bả mượn cho mày làm live show đó. Chú... không nói nhiều với hai má con tụi bay nữa. Có tiền móc ra trả liền tụi tao đi, còn không tao phá nát nha. Chú ơi, tôi lại chú mà, chú đừng có tụi làm gì mà. Làm gì tôi lại chú mà. Ơi sao vậy? Mẹ đừng có đánh con tôi nữa. Đừng đánh con rồi. Ra đây đi. Đừng đánh con mà. Nè, tôi nói cho cậu biết nha. Ha, người ta thiếu nợ của mấy người, từ từ người ta trả. Bữa nay người ta trả không được thì ngày mai người ta trả. Mấy cậu định làm gì? Đánh người ta, giết người ta hả? Giết người ta rồi cậu có lấy tiền lại được không? Hả? Hay là cậu phải mang tội giết người? Cậu ở tù, ở tù, ở tù, ở tù, ở tù, biết chưa? Tôi nói cho ông biết, cuộc đời tôi rất ghét ai chỉ vô trán tôi. Ông chỉ vô, ông phải chịu tội. Đêm này gặp nhau lần cuối, rồi sẽ không bao giờ gặp nữa đâu, chứ gặp hoài thì làm sao sống nổi trơn đời. Em đánh chậm thôi để cho anh nhờ đó, chứ anh đây tuổi già sức yếu. Em đó đó, em đánh như vậy đúng rồi nè, chứ em đừng có đánh nhanh. Rồi bây giờ em quýnh qua bên này đi, quýnh qua đây đi, quýnh qua đây để rồi anh nè. Anh đá cái chân đi, đá cái chân rồi anh sẽ nhảy. Ê, đừng có đụng vô cái rương là anh liều mạng với em liền. Mười mấy năm qua có một phút rời xa, cái rương này như là báo vật. Anh chỉ có cái rương này là duy nhất, anh thề không để một lần mất cái rương đâu. Trời ơi, cái rương quá trời, ông làm tôi hố luôn chứ. Ông làm tôi, ông bước ra đây rượt rồi bữa nay tôi quá năm khô máu luôn. Ông ca nữa đi! Ông ca đi! Trời ơi! Ca hết nổi rồi! Sao? Hả? Mày! Có trả tiền cho tao hay không? Bà Dương! Tôi gia hạn cho bà! Dạ dạ. Một ngày. Dạ. Một ngày nữa là phải có tiền trả cho tôi. Còn nếu không, tôi quay nát luôn cái nhà. Dạ dạ dạ. Dạ dạ, tôi cảm ơn cậu. Dạ dạ. Mày đi về. Đi. Sao ông Dũng? Trời ơi, cái tay ông bầm hết trơn rồi nè ông Dũng. Ông có sao không? Nãy mẹ cái tẹt. Mẹ buông ra. Mày buông ông ra. Cái gì vậy con? Mày qua đây. Cái gì vậy con? Mày làm cái gì vậy? Mày làm cái trò gì vậy? Mẹ có biết tại sao mà từ trước tới giờ tôi không vào ở nhà không? Là tại vì tôi xấu hổ. Ở người ngoài á, đồn hết rồi. Người ta đồn bà với ổng á là hai người già mà mất nết. Mày
ai có thể chửi mẹ, la mẹ, thậm chí mày mắng nhiếc mẹ. Nhưng mà mẹ cấm mày, cấm mày không được coi thường mẹ, nghe chưa? Mẹ nói cho mày biết, từ hồi mà ba mày mất, một mình mẹ nè, một tay mẹ nuôi mày khôn lớn, chưa bao giờ tao làm chuyện gì thất tiết với ba mày. Thôi thôi dẹp. Già rồi, người ta nói á, trẻ khôn ra, già thì lú lẫn. Mẹ già rồi, thôi con đừng có buồn mẹ. Ráng đi con, chịu đựng, vài năm nữa mẹ cũng không có ở bên con được hoài đâu. Ngày hôm nay, một cái điều mà bà chưa bao giờ từng làm cho tôi là vì ổng mà bà quánh tôi. Con Ron, không phải vậy đâu. Ông im đi. Tôi hết chịu đựng nổi rồi. Tôi nói cho ông biết, ngày hôm nay bằng mọi giá ông phải ra khỏi nhà cho tôi. Ông phải ra. Con đừng, 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 đừng có làm chuyện gì. Chú phải buông ra, ra khỏi nhà cho tôi. Chú Dũng đi con. Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? Hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ, con biết mẹ thích hoa lắm. Con cố tình dời mẹ ra đây để mẹ ngắm hoa, hoa của người ta, chứ hoa của con chưa có tiền để mua cho mẹ. Nhưng mà hôm nay có một cái sự cố bất ngờ, con xin lỗi mẹ nha mẹ. Mẹ ơi con biết mẹ rất thương con, nhưng vì ngày xưa con bồng bột đua đòi, chạy theo bạn bè để mẹ khổ mẹ lo. Lần tắm mưa, những lần bỏ trốn, làm mẹ đây phải trông đứng trông ngồi. Con nhớ có một lần con bỏ mẹ đi xa, con đi biển biệt phương nào, khi con trở về thì mẹ đã ra đi. Lúc đó con về thì con nghe người ta kể, cái ngày đó nhà mình đông lắm, người thì nấu nước pha trà, người thì đem bánh, bà con dòng họ chòm sớm tới đông lắm. Chỉ có thiếu mình con à. Lúc đó con đang đi chơi với bạn bè, con không có liên lạc với gia đình. Đến khi con về,
thì con không có nghe mẹ la con nữa. Nếu như có một điều ước, con ước là cho con được có mẹ một lần nữa. Và con thề là con không bỏ mẹ một giây một phút nào hết nè mẹ. Mẹ. Một ngày khóc mẹ chẳng cần sao dài. Mẹ ơi, thế giới mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang không bằng con. Xin cảm ơn phần góp mặt của Đôn Nguyễn, của Thanh Tân đã góp phần thành công cho tiết mục của Dũng Nhí và Tuyền Mập. Xin cảm ơn các bạn. Với thời gian không dài lắm, chúng ta đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, cười cũng rất là nhiều và cảm động cũng rất là sâu. Xin mời giám khảo Phi Nhung. Thực sự là cái tiết mục này nó rất là có ý nghĩa cho cái giới trẻ hiện nay, nhất là các em mà mới bước vô showbiz. Em cảm động lắm. Anh Dũng Nhí càng ngày càng làm cho em ngưỡng mộ anh. Lúc mà anh hát em nghĩ không biết là em xin anh em làm đệ tử anh dạy em hát cái lương anh chịu không ạ? Anh hát hay lắm luôn. Và cộng thêm Đôn Nguyễn nữa, em cũng là một cái người mà cũng rất là hâm mộ Đôn Nguyễn. Chúc mừng hai người. Trước tiên là chị cũng xin cảm ơn Dũng Nhí và Tuyền Mập đã tìm ra được một cái tiểu phẩm rất là có giá trị cho xã hội. Mà chị cũng xin cảm ơn hai đấng sanh thành là cô Phương Dung và chú Quốc Tầm đã sanh ra Dũng. Sân khấu cải lương nó rất cần người như Dũng. Các em giỏi lắm. Từ cái thoại, cái diễn hài cho tới cái em ca, cái cách em diễn, em tỉnh mà em chuyên nghiệp, không có sơ sẩy gì để mà coi như bắt lỗi em cái gì cả. Cái tiết mục bữa nay không có cái gì mà để nói tụi em hết mà gọi là xuất sắc. Tiểu phẩm dễ thương, có cảm xúc. Các bạn đánh lừa được là tôi. Tức là ai cũng nghĩ cái trong cái vali đó sẽ là tiền. Không bao giờ ai nghĩ ở trong đó sẽ là một cái bàn thờ mẹ của, yeah, của ông này cả. Các bạn làm có hài, có bi, xử lý nó hay. Được một cái này nè, em đến em để cái vali lên xong xuôi bắt đầu em mới kéo hoa ra cắt góc. Cái đó mới là cái mà anh không có bắt bẻ gì để em được. Cái lời thoại nó cũng rất là quan trọng. Bây giờ cái cậu ca sĩ kia, cậu thiếu người này 150 triệu. Bà mẹ này thiếu tới 200 triệu. Thì nói là đòi tiền luôn bà này. Và nói là tiền này bà mượn là để lo live show cho cậu đó. Nếu lo live show cho cậu thì rõ ràng cái live show này chưa xảy ra. Mà khi chưa xảy ra thì cái tiền nó vẫn còn, chứ bà này chưa xài. Thì phải dùng cái câu là mượn 200 triệu để lo cho cái live show của cậu trước đây nè. Đó, thì cái số tiền đó đã đưa rồi. Cái đó mới là cái mà tụi em phải chú ý. Thưa quý vị, và sau phần nhận xét sẽ là phần cho điểm của hai giám khảo Hoài Linh và Thanh Hằng. Xin mời nghệ sĩ Thanh Hằng. Chị gửi tặng cho hai em rất là xứng đáng cái tiết mục hôm nay được 9,75. Chúc mừng. Và số điểm của giám khảo Hoài Linh. Dạ em cũng 9,75. 9,75. Giám khảo Phi Nhung sẽ giữ đến cuối cùng. Hãy bình chọn cho cặp đôi Dũng Nhí và Tuyền Mập với cú pháp mã số thí sinh 08 gửi về tổng đài 6540 quý vị nha.
Chị, chừng nào đám cưới nhớ ghé em bỏ mối cho nha chưa? Em để giá sĩ. Hi. Dạ, em chào chị. Dạ, ở quán em là có bia, rượu, nước ngọt, cà phê. Chị muốn dùng gì? Tôi cần mua một trái tim. Một trái tim à? Đúng. Sao giống bên cầu dịch lụa vậy? Tại đây chúng tôi chỉ có phục vụ cà phê, bia và nước ngọt, đặc biệt có khuyến mại nước đá, chứ không kinh doanh nội tạng. Nếu chị cần mua một trái tim thì mời chị đi nơi khác mà mua mà bán. Cô nói cái gì? Cái gì? Chị. Được. Kể bên nhà em quán cho lòng ngon lắm. Tôi hỏi cô. Dạ. Có phải cô là bạn gái của anh Dũng Lùng không? Dạ đúng rồi chị. Còn tôi bây giờ là bạn gái hiện tại của anh Dũng. Và tôi yêu cầu cô phải rời khỏi anh Dũng ngay lập tức. Chị. Chị ơi, chị có thể nào chị đứng gần gần em chút xíu được không? Chị là hướng gì? Dạ chị hướng cái mặt ra đây nè, ngay ngay chỗ này nè. Đó. Rồi xong. Ai cho cô chụp hình? Dạ đâu có, em đâu có chụp. Dạ tại camera nhà em nó quay lại thôi à. Xin giới thiệu cho cô biết, tôi là con gái của chủ tịch tập đoàn phân phối nước ngọt lớn nhất cái tỉnh này. Bây giờ tôi cho cô hai sự lựa chọn. Một là cô rời xa anh Dũng, sau đó tôi sẽ nói với cha tôi đầu tư cho nhà các người. Nhà các người sẽ ăn nên làm ra, càng ngày càng phát đạt và giàu có. Nếu không rời xa anh Dũng, tôi cũng sẽ nói với cha tôi cắt hết hợp đồng với các người, và các người sẽ phá sản. Còn cô sẽ chết đói. Giữa giàu sao thì chết đói. Cô chọn đi, cô chọn cái nào? Tôi chọn chết đói. Bởi vì yêu nhau mà không được ở gần nhau, thà thì tôi chọn cái chết để vẹn chữ chung tình. Cha ơi, con đã thua người ta tại đây rồi. À! À! Chị bị cái gì vậy chị? Tai ngựa. Hả? Trời đất ơi, đi bộ mà té ngựa. Nhưng mà không lẽ 4 năm đèn sách anh Dũng quên mình rồi sao? Trời ơi, nhưng mà mình còn nhớ hoài à, cái ngày anh đi. Sao đêm hôm tăm tối em hẹn ra anh cái chỗ vắng que vậy? Nguyên một ngày nay em kêu anh qua nhà em để em gặp mặt, sao không chịu qua vậy? Anh đâu dám qua. Ba em nói là anh là cái phận nghèo, gối rơm thì phải lo cái phận gối rơm đi. Đĩa bày đặt đeo chân voi. Tại anh thương con voi này quá rồi sao? Nói nghe nè, người ta nói á, muốn tiến ba bước thì phải lùi một bước. Anh nhịn ba em chút xíu đi, rồi anh có vợ đẹp. Vợ đẹp thì anh cũng muốn đó, nhưng mà tại vì ba em khi dễ anh nghèo nè, khi dễ anh không có công danh sự nghiệp gì hết. Em định vượt qua dòng lễ giáo cuốn quần áo theo trai hả? Trời ơi, anh tự tin quá vậy. Trong đây là đồ em mua cho anh mà. Hả? Mua đồ anh chi vậy? Cho lên Sài Gòn ăn học. Trời ơi, gì? Đăng 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 đăng. Người ta ăn học không có tiền, còn bắt con bỏ con heo gửi gì rồi nữa. Ở trong đây là 4 năm ăn học của anh đây nè. Em lo đầy đủ hết rồi nè. Hả? Em tiền trong con heo này em để dành cho anh 4 năm lên Sài Gòn ăn học hả? Em không lo tương lai cho anh, ai cưới em? Anh cảm ơn em nhiều lắm nha. Để anh về anh xin phép với má anh, anh lên Sài Gòn ăn học 4 năm anh sẽ trở lại đây gặp em nha. Nhớ nha, đau bụng á là phải xức chai dầu em để trong giỏ nghe chưa? Anh biết rồi. Anh đi nghe. Hết hồi tưởng. Ngày anh đi làm vậy đó. Anh Dũng ơi, anh không còn nhớ những gì ngày xưa hay sao anh Dũng? Anh Dũng. Nhưng mà
đi cùng với ai giàu sang. Đêm em khóc than một mình nỗi đau này, ai thấu cho lòng em. Tuyền ơi anh trở về đây với người bạn tình chung thủy. Sau bốn năm ăn học nơi chốn tồn quả đôi hỏi anh biết tâm không phụ lòng người con gái nhỏ xinh xinh nơi chốn làng quê luôn dân đời anh về. Nhớ em ghê vậy đó, nhưng anh phải cố gắng học hành vì đời trai thì sự nghiệp trên vai gánh nặng. Anh phải lo hạnh phúc gia đình và tương lai của chúng con, để bù đắp lại công ơn của người vợ hiền ngày đêm tần tảo. Hôm nay anh trở về bằng võng lộng vinh quy, bằng bác sĩ trên tay, anh đường đường chính chính đến nhà gặp ba em và hỏi cưới em liền. Thiệt không? Thiệt á. Võng lộng của anh á hả? Không phải đâu, anh đi xe hơi về tới đầu đường rồi đó. Thôi, xe hơi đậu bên sông kìa, qua đâu được đâu, phải đi đò qua bên sông. Rồi cái mượn với xe đạp của ông Tám chạy vô nhà nè. Vậy hả? Ừ, bác sĩ nè, bằng bác sĩ nè. Anh cảm ơn em nghe. Anh về, anh cưới em nè. Anh đi về với vợ anh luôn đi. Anh có vợ nào? Hồi nãy có một người con gái tới đây nè, kêu em á là phải nhường anh cho người ta, người ta còn đòi đánh em nữa. Anh không có nghe. Nè, hồi nãy tôi chụp hình cổ rồi, cho anh coi nè. Đâu? Nè, từ trên camera nhà em chụp xuống anh thấy không? Trời ơi, đây là bệnh nhân của anh. Anh là bác sĩ khoa tâm thần, bà này có bệnh tâm thần, anh vô anh chữa bệnh cho bà mà. Anh thực tập anh chữa bệnh cho bà hết bệnh rồi. Bà nói bà yêu anh, bà nói bà yêu anh sai đắm lắm, bây giờ anh không có chịu, anh nói anh có vợ ở nhà rồi. Cái giờ bà điên lại. Hèn gì. Vậy là tin anh rồi phải không? Tin vậy. Không có giận anh nữa nha. Biết vậy. Vậy thì năm nay mình sẽ làm đám cưới. Em bữa nay em dám hát rồi phải không? Nhưng mà rất tiếc ngày hôm nay sức khỏe của em ở trong bếp. Xin lỗi mọi người. Khan tiếng quá, bị tự nhiên khan tiếng hát không nổi. Không phải em gì khan tiếng mà em khóc. Nhưng mà em nghĩ là em đã có lỗi với anh Dũng, em xin lỗi anh. Không có sao em. Được, không có sao. Em không có lỗi gì cả, mà em lại là xuất sắc trong đêm nay. Có người mà nắng mưa là bệnh của trời, khan tiếng thì ai cũng có hết, nghệ sĩ mà không tránh khỏi cái điều đó. Nhưng em đã làm, em đã thể hiện hết khả năng của mình. Cái tiết mục này nó rất là nhẹ nhàng mà nó rất là dễ thương. Và số điểm là 10 điểm. Vũ ôm nó đi, mỗi lần mà cái cặp đôi là 10 điểm là người ta ôm nhau, hiểu chưa? Rồi nghe tiếp nè, giám khảo Phi Nhung. Cười lên đi, tôi cho điểm 10. Cười lên cho điểm 10. Vậy là 10 điểm. Trời Phật ơi, 2 điểm 10 rồi. Rất là dễ thương, đầy đủ ý nghĩa. Em hát nếu mà ví dụ sức khỏe em mà bình thường thì em hát vẫn tốt mà. Và số điểm anh dành cho các em là 975. Chúc mừng Hiếu Thích, Dũng Nhí, Tuyền Mập. Bình chọn mã số 08. Và khởi đề tổng đài 6540. Chúc mừng. Trả dây địch lại cho mày. Tao gì ra đây? Tao trả dây địch cho tao, mày buông ra đi. Cho đi được rồi, vô trong đi rồi. Mày ăn nhậu hoài suốt ngày, chị hai chị chửi. Lo đi đòi nợ đi. Biết rồi. Sao cái nhà dám mua gì trời. Ê Nam ơi. Cái gì? Có cái này nè, cái bàn thờ nó tươi quá nè.
Ê, xiết cái bàn thờ về thờ bà chủ luôn đi. Đi, 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 xiết cái bàn. Mày ra đây. Mày ra đây. Trời đất ơi, mày dắt con ma, mày làm như mày dắt con, mày chơi con viên thỏ trắng. Ừ, ra đây. Mày bước ra đây. Quỷ ra quỷ, con nít quỷ. Thôi, cho em xin lỗi. Không có sao, biết nhận lỗi rồi. Ê, hai biểu ơi. Dạ. Sao ba nhát nó không sợ mà ba kéo cái mặt nạ lên cái hai nó xỉu à? Ba không hiểu tại sao luôn. Ba đừng hiểu, ba hiểu ba nhục luôn. Tao rồi. Chết cha mà chỗ nội tới được kìa, trốn đi ba, trốn đi. Trốn. Mày trốn chỗ đó đi. Trời đất ơi. Kêu hai tụi bay vô đây đòi nợ chứ không phải là biểu diễn thời trang mà nằm tạo dáng. Nhà này có ma quỷ. Ma cái chỗ nào mà ma? Mày tao chưa thấy con ma nào ngu như mày luôn á. Không, ma cũng sợ chủ nợ. Mày ơi, sợ gì? Ra biểu coi. Mày ra đây. Mày ra đây. Hôm nãy tao thấy cái con ma kia mới sợ. Cái mặt mày hề lắm. Không có sợ. Đúng rồi, cái mặt hồi nãy ghê hơn. Bỏ mặt nạ nó, mặt mày hề lắm. Đúng. Thôi, giỡn với tụi bay hả? Giỡn cho vui. Cắt lên. Không giỡn nữa. Anh vừa phải thôi nha. Đừng có thấy tôi dễ dãi quá mà anh làm tới. Anh hẹn với tôi 10 lần có rồi ha. Hôm nay là hạn chót. Nếu mà bây giờ anh không tính tiền hết cho tôi thì tôi xiết nha. Ê cục mỡ ơi, bữa nay con làm gì vậy cục mỡ? Dừng chân cô ơi, nghe lời con đây tỏ vân. Vì bởi không tiền nên con giá mà chỉ mong căn nhà không cần phải bán ra. Cô Tư, xin cô qua giùm mà thương con. Mai đây căn nhà bán đi, cha con đành lang thang, coi như cuộc đời nát tan không còn chi. Phần làm con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sống đồng biệt. Ôi, chuyện gì xảy ra vậy? Thôi, đừng có thấy cô mê cải lương hào quảng mà tôi cũng lấy những cái âm nhạc hào quảng đã mê hoặc cô. Nhưng mà tao không nói chuyện với hai tụi bay. Tụi bay không có liên can dính dáng vào cái nợ nần này hết. Nợ nần này là ba của tụi bay. Tao muốn nói chuyện với ba tụi bay. Yeah, không dính dáng gì hết. Ba, qua nói chuyện với cô Tư đi. Mượn tiền ba đứa xài chung mà sao giờ tự nhiên bắt một mình ba lãnh nợ là sao? Cái này là thể theo yêu cầu. Ba chỉ nói là cần gặp một mình ba thôi. Qua nói chuyện đi ba. Qua nói chuyện đi. Ba không có lời lẽ gì để nói hết á. Qua đang nghĩ đi. Tao kiệm lời lắm, không có lời nói. Con nhắc lời thổi cho ba nói. Qua đi ba. Nhắc cho ba. Nhắc thổi. Dạ. Nhắc thổi cho. Cô Tư ơi, tại vì tôi là cha mà tối ngày ăn chơi liêu lỏng thiếu nợ tùm lum, để giờ đây cô Tư phải siết căn nhà. Mà nhà này đây là nhà thờ phượng ông bà. Nếu biết trước có ngày tôi phải lâm vào con đường tiệt lộ thì ngày xưa tôi đâu có cờ bạc bê tha. Nay hiểu được lòng ba con xót xa, từ ngày má con qua đời nợ xưa tôi đây dạng dữ hai tiếng nợ dài, tôi đây dạng dữ những khốn khổ thay con nợ lá lai nghịch cảnh trái ngang trò đời dấu bể dù chưa trả nợ cho Tư, nhưng hứa với Tư là tôi chưa giựt nợ bao giờ. Con thề bỏ thói ăn chơi có mà đi học tiền lo tương lai. Tư ơi, nợ thì trả ngày một ngày hai, góp
góp lần góp lửa, có ngày cũng trả xong. Dạ cô Tư giúp con đi cô Tư. Chỉ có một câu đổ giọng cổ của ông thôi mà tôi hạ hết. Dạ. Chỉ có một câu đổ giọng cổ thôi, mùi như vậy là tôi hạ hết. Vậy càng câu nữa nha. Thôi, càng câu nữa là tôi chết liền. Bây giờ anh nhìn kỹ lại anh coi ha, từ hồi bà Tư bà chết rồi, cái anh ở đây á, anh rượu chè, con nhỏ này thì đánh đề, cái thằng này thì đá gà, nợ nần tùm lum chứ đâu phải riêng mình tôi, phải không? Bây giờ tôi muốn anh á là phải làm lại cuộc đời, phải lo siêng năng làm trả nợ người ta rồi cho mình trả cũng... từ từ nghe Tư trả từ từ thì tôi ok. Dạ nhưng mà tính đi, bây giờ 700 triệu anh trả từ từ thì mỗi tháng anh trả tôi bao nhiêu? Tư cho trả hàng tháng thôi kìa ba. Bây giờ vậy đi con, 50 dạ rồi, một tháng cha con tôi trả 150 ngàn. Vậy anh giỡn mặt với tôi đó hả? Trời đất ơi, 700 triệu bọn trả tôi một tháng 150 ngàn, chịu nổi không? Thôi ấy gì đi, tôi tính gì nè Tư, nếu là Tư thương rồi thương cho trót, Tư giúp đỡ cho tôi một số vốn tôi làm ăn đi. Tôi hứa với Tư là trong vòng một năm thôi là tôi sẽ trả hết nợ cho Tư liền. Dạ hứa dạ gì? Con hứa, con đại diện con hứa cho bản thân con là sau này con không có đề đốm nữa, con quyết tâm học nghề để con phụ ba con làm ăn rồi kiếm đường tương lai trả nợ cho Tư. Con cũng hứa luôn, con hứa con bỏ đá gà bỏ cá độ đó banh, con phụ ba con trả nợ cho Tư. Đúng rồi, đây, sẵn đây nè, sáu mặt một lời luôn, tôi cũng xin hứa với Tư luôn. Hứa gì? Đó, nên là tôi không còn ăn nhậu nữa, Tư giúp đỡ tôi một số vốn làm ăn nữa, tôi hứa với Tư một năm thôi là tôi sẽ trả lại cho Tư liền. Một năm? Dạ một năm. Bây giờ nói thiệt với tôi đi, trong vòng một năm đó anh làm cái gì mà anh trả hết nợ cho tôi? Tôi cho tôi mượn vốn tôi mở tiệm vàng đi. Xin mời giám khảo Phi Nhung cười ngất ngư hay là cười ngây ngất vậy? Cảm nhận của Nhung cái kịch này thì Nhung thấy dễ thương, hay, làm cho mọi người vui vẻ, làm cho giám khảo Thanh Hằng với Hoài Linh cười là không phải đơn giản đâu nhá. Nên là chúc mừng hai bạn. Chị cảm ơn Tuyền và Dũng. Lần này á, là tụi em làm rất là khá, mà cái tiết mục nó cũng đầy đủ ý nghĩa. Tụi em có hài, rồi có cái giọng cổ mà cái truyền thống bộ môn nghệ thuật của cải lương mình, mà Dũng đã giữ được cái câu giọng cổ. Tuy rằng em ca hơi dài mà em ca rất là ngọt, mà cộng thêm nữa em chọn cái bạn diễn của em thiệt tuyệt vời luôn. Một lần nữa cảm ơn bạn diễn em nhiều lắm á nha. Mà Tuyền bữa nay ca cũng hay nha. Đó giọng chết ca chưa hay. Ca hay lắm á, Tuyền bữa nay ca hay. Chỗ nào cho Tuyền đi các bạn. Nay cười rồi chứ không phải như tuần trước khóc hả? Khóc luôn đó. Khóc đi à. Chúng ta sẽ đến với số điểm từ giám khảo Phi Nhung. Rồi Nhung xin gửi đến cho hai bạn 10 điểm. Cõi cần phải nói gì hơn nữa, 10 điểm à. Trời ơi. Hãy bình chọn cho thí sinh chúng tôi theo cú pháp 08 gửi về tổng đài 6540. Quân giặc ở tràng sáng cửa ải, phận làm trai ta không thể ngồi bỏ gối khoanh tay, truyền bá quân tướng sĩ xuất binh. Hoàng dừng lại hỏi phu quân. Phu nhân, phu quân ơi, gió ngựa muốn phi chàng quyết ra đi. Nào dám đâu ngăn cản bước anh hùng. Phu nhân, danh tướng ra đi không hẹn buổi tao phùng. Phu nhân ơi, tại sao nàng lại nói thế? Phận làm trai khi non nước nguy nàng thì ta phải sống pha. Cấp báo, cấp báo. Chủ tướng, chủ tướng. Chuyện gì? Quân giặc đã tràn vào phòng ngủ. Cái gì? Lộn. Quân giặc đã khiến quân ta thất thủ. Xin chủ tướng hãy cho lệnh xuất binh. Lui. Tạm biệt phu nhân, ta lên đường. Phu quân,
chúng mình hai đứa xa nhau. Đó, kêu. Đời em con gái đã lỡ yêu rồi, vắng anh em biết còn ai nữa. Những khi hờn dỗi xa xôi còn ai đứa đón trong đời. Vâng biết yêu em nhiều lắm, nhưng tình ta mãi còn trái ngang. Anh ơi đừng nói làm em sợ và rủi mình cạnh trở. Em để tan anh suốt cuộc đời. Cấp báo, chủ tướng, chủ tướng. Chuyện gì? Quân giặc đã tràn vào mua vé. Chủ tướng này tập lẽ để đêm diễn được thành công. Lui! Phụ nhân ơi, chuyện là cấp bách lắm rồi. Tạm biệt phụ nhân, ta lên đường. Một người đi với một người. Một người đi với nụ cười hát hiu. Hai người vui biết bao nhiêu, một người lặng lẽ buồn thiu đứng nhìn. Mẹ mày, mẹ mày, tụi em lặng đứng nhìn mày còn hát nữa hả mày? Mày ngoan cố hả? Đem mấy cái đồ này cho bay mặt đó không? Đào chánh kép chánh đàng hoàng, trang điểm mặt mày cũng đẹp đẽ như người ta, mà cũng cuối cùng cũng kỳ cục vậy làm sao? Kỳ lắm hả ông bầu? Kỳ sống kỳ. Mà ông bầu ơi, có cái này còn kỳ hơn nữa nè. Gì kỳ? Cái gánh hát mà ta nói đào chánh nè, kép chánh nè, để chạy xô hết trơn hết trội luôn. Rồi đào nhì kép nhì cũng nghỉ hết luôn. Nghỉ rồi. Tự nhiên bóc mẹ nấu cơm với người cha hát hề lên hát đào chánh kép chánh. Ông bầu, không mấy kỳ quá mình bỏ dai, thấy gì đâu. Đây, đứng lại mày. Nè, mày đừng đem cái chuyện đào chánh kép chánh bỏ đòn mày hù tao. Đừng đem chuyện đào nhì kép nhì nghỉ nhà hù tao. Tao là bầu nè mày, chắc tao sợ. Hát đi mày. Cái gì vậy ông bầu? Sao kêu nó hát nữa hả? Thì nó không có ai cứu đoạn mình con. Trời ơi. Hát tiếp đi, nhạc lên. Chết. Dạ. Cấp báo, chủ tướng. Chuyện gì? Quân giặc đã tràn vào cổng thành, xin chủ tướng hãy ra lệnh xuất binh. Lui. Phụ nhân, tạm biệt phụ nhân, ta lên đường. Bạn bè xa nhau chứ mày đánh liền mày. Gặp lại. Nó đâm hoài luôn. Con mình luôn. Nè. Con chưa có kể mà. Ừ, tao xắn tay áo lên tao đợi mày đánh. Trời tao nè. Này nè, cầm viết chì. Cái chì cạn mắt nó mày đâm lòi cổ họng tao đi mày liệm luôn. Thôi, ghê quá. Tao sợ mày quá con. Tao sợ mày quá rồi. Ông bầu sợ con này hả? Ừ, tao sợ mày. Mày là mẹ thiên hạ, mày là má thiên nhiên, mày là đấng linh thiêng của cái đoạn này. Trời ơi, chửi có dần hết sức. Hát đi con, đừng có vá nữa, hát giùm ông bầu đi con, hát đi con. Ừ, nhạc lên. Dạ. Cấp báo, chủ tướng. Dẹp đi. Gì kỳ vậy? Gì kỳ mày? Ông kêu dẹp kìa. À, ông bầu đang mồi cho tụi con hát. Tôi không có hát nữa. Ông vừa phải ông thôi. Cái này không phải là gánh hát nữa rồi. Nè, ông nhớ nha, mặc dù đoàn hát mình là không phải là một cái đoàn hát đại bang, nhưng mà đi đến đâu á cũng được khán giả đón nhận. Đúng mình rồi. Hát đàng hoàng, mình hát nghệ thuật, thấy không? Còn bây giờ đào chánh kép chánh nghỉ hết ha, đào nhì kép nhì cũng nghỉ luôn. Thấy rồi. Đó, rồi ông bắt cái con nhỏ này lên hát đào chánh. Có con đào chánh nào 140 kg không? Con hát hệ giờ ông bắt con hát kép chánh. Ờ. Có thằng kép chánh nào mà một thước mốt không? Ông là bầu thì ông phải biết nghệ thuật chút xíu chứ, thấy không? Chứ đâu có mà không có người này. Ông bắt lên ông hát, bắt người kia lên hát đại vậy được. Tao biết rồi, mà giúp đi. Tao nhận tiền của bà Tám rồi. Giờ không diễn mới chửi tao chết. Nhận tiền thì trả lại người ta. Tiền đâu tao trả? Cờ bạc hết rồi. À, tôi hiểu rồi ha. Nhận tiền cọc của người ta ha. Rồi ông đá gà, ông quánh đề hết tiền. Rồi bây giờ không có tiền trả người ta. Rồi ông bắt cho tụi tôi lên diễn. Tôi nói thiệt với ông, hôm nay tôi chính thức nghỉ đoàn hát này. Không hát cho ông nữa. Tôi nghỉ. Ê, đứng lại. Ê, nói nghe nè, nói nghe. Cái gì? Tụi bay đừng bỏ ông bầu tụi bay. Không mấy giờ tụi bay hạ cơn giận xuống đi. Ông bầu chạy u nhà bà Tám á. Ông bầu xin lỗi.
Nó có tiền từ từ ông bầu trả lại hen. Ừ. Ở đây thì ông bầu tạm cho cái đòn mình ngưng hoạt động thời gian đó. Ông bầu đi kiếm con đầu chánh kép chánh về liền. Ừ. Chừng nào mình tập tuồng đàng hoàng thì mình tổ chức một đêm diễn. Không, mình diễn 3 đêm liên tục miễn phí luôn. À, bù ông, lại cái đó. Ông hứa nghe. Ông kiếm đào kiếm kép đàng hoàng về hát một đêm đàng hoàng nghe chưa? Hứa mà. Đó, đoàn hát mình sẽ như xưa. Nếu mà ông làm lại đoàn hát như xưa thì tôi sẽ ủng hộ ông hai tay. Thưa quý vị, xin mời phần chia sẻ từ giám khảo Phi Nhung ạ. Lần đầu tiên mà Tuyền hát bolero đúng không cưng? Dạ, lần đầu tiên hát trên sân khấu. Nói chung thì em có giọng, nhưng mà cách phát âm thì nó lộn qua nam với lại bắc rất là nhiều. Mà phải cố gắng hát cho thiệt là hay, cho tròn chữ. Để mà khi mà em diễn hài nở ra hài, mà diễn cải lương rồi ra cải lương. Mà khi em hát ca nhạc dù có mấy câu thôi, nhưng mà em cũng hát ra, nó hát rất là hay. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi. Còn Dũng Nhí thì sao ạ? Dũng Nhí thì cũng giống như Tuyền thôi, cũng hát cả lương, hát ca nhạc nó cũng qua mấy câu nam với lại bắc. Rồi mai mốt anh Dũng hát thì cố gắng mà nghiên cứu thêm cho nó đừng có giống nam lộn, quá. Dạ, nam, lẫn lộn. Bắc, dạ. Cái bài Tân Nhạc. Là bao nhiêu đó thôi. Các bạn phát âm như vậy không sai nhiều. Dạ, tại vì hát cái lương rồi nó cũng phải có nam phải không ạ? Không, dạ, cái lương là phải nam bộ rồi. Dạ. Đó, chắc chắn là vậy rồi. Cũng có những tuồng cái lương người Bắc hát. À, tuy nhiên là các anh chị đó khi hát thì anh chị hát giọng Bắc hẳn. Hoài Linh có hát được giọng Bắc cải lương không ạ? Dạ cũng được ạ. Quý vị ngại gì mà không dành một tràng pháo tay nghe một câu cải lương tiếng Bắc kìa. Đúng rồi, chúng ta sẽ nghe cải lương hát 100% mình tiếng Hà Nội. Trời ơi bởi xa cơ giữa chiến trường thọ tiền, nên võ Đông Sơ đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu Hà. Vậy rồi miền Trung có hát giọng cổ tiếng Trung được không? Dạ được. Làm luôn. Phú Yên. Hai ba. Điệp ơi nếu mưa lên chống thành đô nhà xe rực rỡ, xin đừng quên bến đò ngon con sông nhỏ chốn quê xưa em dò gió mong chờ. Ở đây một cái gánh hát mà đào chánh không có, kép chánh không có, đào nhì không có, kép nhì cũng không có, đưa nấu cơm với lại hề lên để làm đào kép chánh thì các em cũng nói được cần một cái sự chỉnh chu trong cái nghề nghiệp. Chính bản thân của anh em nghệ sĩ mình phải làm chỉnh chu trước thì khán giả mới đón nhận chúng ta. Và bây giờ là số điểm kết quả từ giám khảo Phi Nhung cho Dũng Nhí và Tuyền Mập là hôm nay cả hai người luôn đều hát bolero chưa hay lắm nên hướng điểm 9,7 lòng. Chúc mừng giám khảo Hoài Linh. Tôi ủng hộ các bạn 10 điểm. Chúc mừng. Thưa quý vị, hãy bình chọn cho Tuyền Mập và Dũng Nhí với mã số là 08 gửi về tổng đài 6540 quý vị nha. Xin cảm ơn. Mỹ Châu. Dạ. Biển mênh mông trước mặt, quân giặc dậy đuổi sau lưng, không lẽ thuộc phán An Dương Vương của ta đã đến hồi tuyệt mạng rồi sao? Thần Kiên Quy này hỡi An Dương Vương, giặc không ở đâu xa, giặc sau lưng ông
đó. Trọng Huy. Mỹ Châu. Cha. Long Ngọc. Long Ngọc. Nhưng giết Long Ngọc này đã đưa quân Tiêu Đà tới truy sát ta. Phụ Dương. Phụ Dương. Con. Đồ nghịch tử. Nhà tan sinh linh đồ thang, tao phải làm gì đây? Hỡi An Dương Dương, ngài hãy nhìn lại lần cuối giải cớ đồ của Âu Lạc. Trời ơi, lửa dậy quân reo như xe nát tâm can của ra ta. Ta ra thành trăm mảnh, ta đã ngủ quên trong men say của một lần chiến thắng. Giờ nếm trải thương đau đành dòng quất bồn đào. Quán hận nào hơn chính bản thân ta. Ôi trời Âu Lạc, một dải gấm hoa. Xin tha thứ lỗi lầm cho một tấn quân Dương. Có những lầm sai không phải riêng ông, phải trả giá bằng mạng sống của mình. Mà là gieo tan tóc. Trời ơi, ngài đã hiểu. Ta tin đây sẽ là bài học cho nhân thế về sau, để đất nước ta mãi mãi được trường tồn, và Âu Lạc lại được tung đôi cánh rồng. Còn ngài, hãy theo ta về thế giới vô thường để ăn năn sám hối. Sao đang hay mà, đang hay mà. Chị đừng nóng chị Vũ. Em mê chị Vũ lắm á. Người ta đang quay mà nó phá vậy đó. Thì bởi vậy không hay á. Hay cho nó cái lúc mà nghe đi, tao không diễn nữa. Chị em rớt nước mắt cho chị luôn á. Mày rớt nước mắt ở chỗ nào? Đi, hả? Cái chỗ mà cái con cá heo nó bơi á. Mắc cạn á. Cái anh dậm lên á. Rớt nước mắt luôn á. Rớt nước mắt. Đấy mày thấy chưa? Tại mày
Tại mày á. Tại mày á. Không. Anh vượt, anh giết hay á. Hay gì mày? Vớt nước mắt với anh luôn á. Khúc nào mày vớt nước mắt? Khúc nào rớt nước mắt với khúc tao? Cái khúc tao biết rồi. Cái chỗ mà tao chém mì châu chết đó đúng không? Đúng chỗ đó không? Lúc đó em hơi buồn ngủ. Mày buồn ngủ sao mày biết hay? Nhưng mà hay. Vớt nước mắt với anh luôn. Vớt nước mắt luôn. Vớt nước mắt. Trời ơi, còn cái chỗ này đứng ở trên này lúc mà nó cái chỗ mà đạp nó ra đó, nó kéo cái tấm biển vô nó còn lòi nó đó. Vớt nước mắt. Thôi đi. Rớt nước mắt gì, rớt nước mắt. Sao chỗ nào nó cũng vớt nước mắt hết vậy? Chỗ nào cũng rớt nước mắt hết đó. Mày á, tao nói mày rồi. Làm ơn làm phước đi, tao nói là mình không có thích hợp với cái tuồng này. Chỉ thích hợp với tuồng xã hội thôi. Một, hai á, mày làm tuồng cổ. Tao thích mày hát tướng mày này. Đi. Đó, dạ, có ông vua nào lùng khúc vậy không? Ra không? Tao thích mà. Nhưng mà nghĩ gì? Hôm qua ông Quốc ông góp ý rồi. Ông nói là không được làm cái tuồng này. Một, hai mày cũng làm. Tao nghe lời mày quá mà. Tao thích. Bây giờ ba má tao đầu tư từ bên nước ngoài gửi tiền về cho tao làm video clip. Mà đăng lên rồi á, ai nhìn ra cái mặt của tao? Ba mày đẹp mà. Hồi nãy mới vừa vẽ xong có đứa con nít chạy ngang nó hỏi bộ đóng vai con sư tử nữa. Tao cho nó gợi ý, tao nói không con, cái này là cô làm cái vai động vật sống lưỡng cư. Con biết rồi, lưỡng cư là con vịt. Đã nói rồi, tao không có thích hợp vai thần Kim Quy. Tao chỉ thích hợp với cái vai Mỹ Châu thôi. Phải học thuộc mày... không cho tao làm đó, cái tướng mảnh mai thì nào phải đóng vai Mỹ Châu. Ok, thôi khỏi đây. Mỹ Châu đâm chừng nào mới lủng cái bụng đó. Mày không có nói nhiều nữa, rớt nước mắt đúng không? Rớt nước mắt luôn á. Đây nè. Dạ. Tiền bạc mà đầu tư tôi bỏ hết. Đây ổn. Mỗi đứa nửa tấm nè. Tôi nói cho ông nghe, tụi tôi á là không có nghề. Ham hát thiệt được á, nhưng mà không có nghề, nhờ ông chỉ dạy cho tụi tôi quay clip. Cái gì hay ông chỉ, cái gì dở ông la. Tối ngày ông cứ vớt nước mắt hoài, tụi tôi biết cái gì sửa. Mà con người ông ba phải lắm. Phải chi tôi hát hay không nói, hát rớt nhịp đùng đùng, ban nhạc chửi quá trời, ông cũng nói đúng luôn. Bây giờ không làm việc với ông nữa. Xé hợp đồng bao nhiêu tiền tôi bỏ. Bỏ luôn nè. Nè, cái này mới là vớt nước mắt nè. Trời ơi. Chúng tôi sẽ đến sự chia sẻ từ nghệ sĩ Thanh Hằng đang cười ngây ngất ngất ngây. Này mới vớt nước mắt à? Vớt nước mắt luôn. Hôm nay là hai đứa em là làm một cái tiết mục này nó cũng rất là nhẹ nhàng, nó có ý nghĩa. Càng vào sâu, càng sâu thêm nữa thì Tuyền em lại càng ca có cái chất giọng rất là lạ. Cái giọng em lạ lắm. Nếu mà em mà đi sâu vào, em đam mê bộ môn nghệ thuật cải lương này nữa, em sẽ có một cái chỗ đứng riêng của em. Không ngờ Tuyền Mập Hát cái lương càng ngày càng hay luôn á. Hình như là sắp chuẩn bị qua mặt Phi Nhung rồi đó. Hay hả? Hay lắm luôn. Nói về Tuyền thì ngày hôm nay em hát hay. Em tự tin hơn. Anh nói thiệt. Anh không nịnh đâu. Và em thật cười sự lên là bự lên. Để tìm cái lời văn mà để cho nó hợp. Ví dụ như vẽ lên cái động vật lưỡng cư. Nếu mình đã hài rồi thì mình hài luôn. Bây giờ em... cái mặt em nhìn không giống con vịt đâu, nhìn giống con cá thòi lòi á. Anh bật ngửa ra là anh biết là có kịch trong kịch, là tại vì nè, là cái lúc mà em leo lên cái miếng đó đó, không có ông vua nào mà leo mà giờ bây giờ đã chấp nhận chết rồi mà leo hèn hạ như cái kiểu đó đâu. Ông leo cả chớp cả nhớ tình. Em cố tình cũng dễ thương mà em vô tình nó cũng dễ thương. Rồi cái lúc mà bắt đầu đá con rùa cho nó ra. Đá cũng không nhớ. Nhưng mà cái hình ảnh đó nó đẹp. Cái khen ở đây á là tụi em làm chính kịch ra chính kịch, hài kịch ra hài kịch. Tức là không có pha lẫn nhau. Chứ nếu mà tụi em mà phá ngay cái phần đầu á, tôi không cho mà dưới 7 điểm chặt đầu tôi để anh chở anh đi. Tôi nói thiệt. Nhưng mà tụi em làm rất tốt. Chuẩn bị giật nước mặt. Số điểm của giám khảo Hoài Linh là đào hài của chúng ta. Ngoài những bậc tiền bối cây đa cây đề thì hiện tại bây giờ cũng rất cần những cái người đào hài như em. Cho nên là tặng tụi em 10 điểm. Giật nước mặt. Có mời Nam Tàu ăn chứ tao. Xin mời số điểm từ Vương Mẫu Nương Nương Thanh Hằng. 10 điểm. Thôi đừng lấy dao chém em. Vâng, bên cạnh số 1 là số 0, cộng lại được 2 điểm 10. Rồi, chúc mừng. Số 10 luôn. Yêu dạ, thích ơn, thí luôn, sinh chúng ơn. Tôi hãy bình chọn với mã số 08. Gửi về tổng đài 6540 quý vị nha.
mang sứ mà người trai nơi xoái làng, càng hiếm khi đang chờ. Nơi đây bao kẻ thân thương đêm ngày đợi mong ngài vinh quang chiến công mang về. Lê Minh ơi, ngài đưa tiễn, năm xưa ta có hẹn rằng khúc khải hoàng ca nâng chén rượu đào. Alo, trời, mày biết tánh anh mà, anh thích nằm trên, có bao nhiêu trận nằm trên mày bắt hết cho anh ha. Bao nhiêu trận nằm trên bắt hết, trên tài một cái 100 chai, 10 trận bắt hết 10 trận cho anh. Ok. Trời ơi, yên tâm yên tâm. Rồi, vậy nha. Dạ, tiếp đi chị. Lê Minh ơi, ngài đưa tiễn, năm xưa ta có hẹn rằng khúc khải hoàng ca nâng chén rượu đào. Alo. Chân dài hả? Được, trời, mà biết tánh anh mà. Tao thích chân dài. Yên tâm, trời ơi, anh mày chơi có bao giờ để cho em uống có thiệt thòi đâu. Ừ, ok, dọn mâm dọn sẵn thì tao tới liền. Dũng Dũng, khoan khoan chờ em chút, lấy xe là chở tao đi gấp, chở tao qua mấy em chân dài nha, tao qua casino luôn ha. À, ừ, ok Dũng ơi, tuần sau là như tuần này mình khai trương rồi đó, mà em nghe điện thoại hoài gì thì sao? Chị cứ lo có bổn phận của chị đi, chị lo làm sao chị hát cho hay cho giỏi. Còn tôi bây giờ tôi bước ra tôi làm cái gì khán giả cũng chịu hết ra ha. Tôi bước ra tôi chỉ cần đứng vậy thôi là khán giả vỗ tay rồi, thấy không? Vậy lo tròn cái bổn phận của chị. Thì nói chung là chị cũng biết em là bây giờ đang đương thời, khán giả nó yêu mến em. Em ra sân khấu em làm bất cứ cái gì người ta cũng chấp nhận hết. Nhưng mà em ơi, cái này là hát chung á, mình cần cái sự đồng bộ đó. Làm nghệ sĩ thì phải có hồn và có tâm em à. Bà im đi, đừng có mở miệng ra là lương tâm với nghề nghiệp. Lương tâm bà có ăn được không mà bà cứ đem khoe. Còn nói về nghề nghiệp á, thì hiện nay tôi là một ngôi sao được mọi người mến mộ. Đêm hát nào có tôi là khán giả thơm lê. Nhưng em nên nhớ một điều nè, mình hát nguyên tuần ở trên sân khấu, đâu có chỉ một mình em đâu Dũng. Tôi nói cho... Thôi, em xin hai người đừng có cãi giả mất vui. Hãy uống nước đi cho nó thấm giọng. Đây là nước mía lao, uống vô mắt hồng hát hay. Mày khùng quá mày. Tao hát mày cho uống nước mía. Không, cái này là mía lao em nấu với để chanh nè. Rồi khỏi đi, đưa cho bà già bà uống đi, cho bà có giọng bà hát. Đừng có nói như vậy, chỉ là đàn chị đi trước mình mấy chục năm. Già nói già chứ có cái gì đâu mà sợ. Nếu mà không có cái lớp già tụi chị thì sẽ không có cái lớp trẻ của tụi em. Đúng rồi đó, ý chị nói chị đẻ mình đó. Cái gì? Bà à, má tao à, hả mày? Hả? Không phải, à, dạ. Dạ đi, nghỉ, không có tập. Em quý quá, ý em nói là cái tuổi nghề của chị đẻ được cái tuổi nghề của anh với em á. Anh không nhớ hả? Cái hồi mà chị còn đương thời á, chị hát đào chánh, anh em mình còn núp trong cánh gà. Thì bây giờ tao sao? Mày sao? Hiểu chưa? Thì anh... Con người ai cũng có số hết á, bây giờ bà phải hiểu được cái số phận của bà. Lớn tuổi rồi, hát mụ đi, hát đào hoài, để cho đào chánh nào đẹp nó hát với tao, hát với bả hoài, tao xuống luôn sao? Nè, tao nói cho biết, bây giờ tôi nói một lần cuối cùng, trong cái gánh hát này, có bà, không có tôi. Chị Thu ơi, chị đừng có buồn. Tại bữa giờ á, ảnh cờ bạc cua quá nên ảnh vậy á. Chứ thiệt sự ra anh Dũng anh tốt lắm chị Thu. Chị đừng có buồn nghe chị Thu. Có gì đâu em, cái đó là quy luật mà. Nhưng mà chị rất là mừng. Mừng là sau khi cái thế hệ của tụi chị nó qua rồi thì có được những cái lớp trẻ, cái thế hệ sau vẫn còn yêu mến một môn nghệ thuật cải lương, vẫn còn theo nghề, làm nghề và phát triển nghề. Dũng á, nó là một người diễn viên có tài năng. Nó quên một điều là một nghệ sĩ chuyên chính, ngoài cái tài năng, ngoài cái may mắn ra, nó còn hai chữ rất là quan trọng, đó là đạo đức. Em là bạn của Dũng, em sẽ tâm sự với Dũng là chị mong nó sẽ thay đổi nha em. Dạ. Ôi, chị Thu ơi, chị thấm thoát 15 năm trôi qua rồi, ai ăn hộp vịt lộn không? Vịt lộn của em là bao úp mề, ngon nhất nách.
hộp vịt lộn đây. Con chạy. Ê, trời đất ơi. Trời đất ơi, con sao vậy con? Đứng dậy coi. Trời ơi, đây nè con á, nít lớn lên đi đứng cẩn thận. Cha mẹ không có buồn lòng. Con làm vậy trầy xước cha mẹ đau lòng, con hiểu không? Đứng lại. Nghệ sĩ ngôi sao, nghệ sĩ ngôi sao quốc dũng của đoàn du sĩ ca quốc Trầm. Mười mấy năm không có gặp lại anh. Hôm nay có vẻ lùn hơn lúc trước ha. Có vẻ đứt khơm vậy. Chứ lúc trước đứng là vậy nè. Giờ này mận gì rồi? Sống ở đâu? Em khỏe hả Tiền? Khỏe chứ, nhìn con sống mà thấy khỏe rồi. Anh giữ xe ở quán hát với nhau gần đây nè. Đêm nào cũng nghe người ta hát, thèm dữ lắm. Thèm mà đi lên hát đi. Không, giữ xe sao hát? Thôi cứ lên hát đi, mình thích là mình hát thôi. Hát xong mình chạy xuống mất xe đền thấy mụ nội luôn. Em đừng có cay đắng với anh làm gì. Anh im đi. Anh nhìn tôi nè, bản thân tôi không có hát được, nhịp mà tôi rớt lịch bịch vậy đó, tôi không có làm đào được. Nhưng mà tại sao tôi lại gắn bó với cái nghề? Tại vì tôi yêu nghề. Tôi vô đoàn tôi làm gì? Tay lọt, phục vụ. Phục vụ đâu phải mình anh, mà là nguyên một đoàn. Tôi thấy tôi rất là hạnh phúc. Anh đã tàn nhẫn, anh cướp đi cái niềm hạnh phúc đó của tôi, anh biết không? Cái ngày anh rời đoàn đi thì không ít lâu sau ông bầu ông rã gánh. Tôi phải lân lê đầu này, tôi chạy dại đầu kia, tôi vay mượn, tôi tìm vốn để tôi kinh doanh. Bây giờ tôi đã là chủ doanh nghiệp rồi. Hộp vịt lộn hôm nay bán không được, để ngày mai nó nở thành con bán tiếp. Không có lỗ mà tôi cũng không thấy vui, là tại vì tôi không được sống với cái niềm đam mê của tôi, anh hiểu không? Anh nhìn đi, cái này là cái gì hả? Cái này là cái gánh hát, cái rạp hát. Cách đây mười mấy năm tôi với anh đã từng gắn bó. Cái hình của anh hồi đó đây bự lắm nè, nhưng mà bây giờ nó trở thành cái gì? Quán bar, vũ trường, còn nhiều những rạp hát khác bị người ta đập nát để xây siêu thị. Người ta sang bằng để làm bãi giữ xe. Tại sao? Tại sao người ta phải làm như vậy? Tại vì một phần cũng do lỗi những người nghệ sĩ như anh. Thiên đường của tôi đâu rồi? Màn nhung sân khấu với tôi chỉ còn chim bao. Ngày xưa từng bước quay phong, mà sao tôi lại đành lòng phủ giống. Một cái tiểu phẩm mà đáng để cho thế hệ mới học hỏi. Cái tiểu phẩm này có ý nghĩa rất là hay, nhưng mà cái cách diễn của anh của Tuyền với lại anh Dũng Nhí thì em thấy hình như
vẫn chưa đã cho hai người. Chứ còn riêng bản thân tôi thấy đã rồi đó. Còn Tuyền thì dĩ nhiên em nghe cái nhịp chưa chuẩn lắm, cho nên em vô nó bị hơi bị chinh thôi. Hồi đó anh muốn học lâu lắc lâu lơ mà tới giờ này nó cũng trớt rồi. Cải lương không chết, nhưng tại vì chính bản thân anh em làm hài mình cũng vậy thôi. Nhiều khi mình cũng tự giết mình. Tôi biết tôi cũng đang tự giết tôi đó chứ. Và đây là một trong những tiết mục của các bạn mà tôi cũng phải về, tôi cũng phải ngẫm nghĩ lại cái bản thân mình để mình chỉnh chu hơn trong cái cuộc sống và chỉnh chu hơn đối với những người xung quanh của mình và khán giả của mình. Hôm nay Dũng đã gạt cái ca ngọt của mình qua một bên để diễn trong cái ca. Mặc dù em nói không gào thét, em nói không rõ lời nhưng nó đầy đủ ý nghĩa. Cái nội tâm, nội lực của một người nghệ sĩ diễn cái đọc diễn hồi nãy của em vậy. Khi ngồi xuống hôn cái mảnh đất này, cái chỗ này là cái rạp hát ngày xưa mà mình từng đã hát, bây giờ nó đã thay đổi. Quý báu vô cùng, xứng đáng phần thưởng 10 điểm. Chị gửi em. Xin cảm ơn. Điểm 10. Ca sĩ Phi Nhung. 9,75. 9,75. Thưa quý vị, yêu mến thí sinh chúng tôi hãy bình chọn cho họ với mã số là 08. Gửi về tổng đài 6540. Trân trọng kính mời bà con cô bác đón xem đoàn cải lương du sĩ ca quốc trầm. Hân hoan chào đón bà con cô bác nhớ giữa tuần cải lương đường mang tên. Chú ba ơi, con rồi, chú ba ơi, con rồi. Cái gì vậy? Bán được vé rồi, bán được vé. Bán được vé rồi, thấy chưa? Mày thấy tao nói chưa? Bán được vé rồi. Mấy vé con? Hai vé. Hai vé. Đứa con 100.000 mà con không có tiền thôi, chú ba cho con đổi đi. Đổi hả? Ba. Đổi cho nó 100.000 nữa ra nó thối cho khán giả. Tiền đâu mà đổi. Còn có cái đôi bông cuối cùng ngày hôm qua cũng bán rồi, lo cơm nước trong đoàn hết rồi. Nam, con có tiền không đổi đi con, đổi cho nó thối khán giả. Trời ơi, bầu hỏi thằng lính luôn. Trời ơi. Thôi bây giờ chị đi con chạy qua coi cái quán nào đó, con đổi đi rồi con thối tiền lại cho người ta nha. Trời ơi, chú ba thông minh quá vậy. Rồi, ok. Đi, nhanh đi, quá ngon. Thấy chưa, có người mua vé rồi. Chuẩn bị hát nghe. Hát ơi, Thanh. Mấy đứa chuẩn bị nha. Mình được hát nữa hả ba? Đúng rồi. Có con nữa. Sao vậy? 20 mấy vé rồi. Mà bác hát được 20 mấy vé. Mấy xíu mà được 20 mấy vé rồi. Khán giả còn đứng ngoài nùm nước. Rồi. Chuẩn bị hát. Ra bán vé đi. Quá ngon. Nhanh đi. Nam. Cái gì? Cho chú xin cuốc. Chú gọi cho thằng Phương Hùng coi nó tới đâu rồi. Hỏi họ kêu không tin luôn đó. Kêu thằng Hùng nó đi nhanh chút. Alo. Rồi. Cái gì? Sao nó chạy nhanh chút. Ừ. Rồi. Ok. Tới rồi má. Nó chạy nhanh chút. Tới rồi đó má. Tới rồi. Anh Phương Hùng tới không kịp. Mặc đồ vô. Cởi ra. Còn tụi bay dẹp hết. Nó qua lâu lắm rồi mình. Mình nên chấp nhận sự thật đi. Cải lương chết rồi. Hát. Con nói cái gì? Dạ người ta muốn coi chú hát á. Mấy chú ơi, sao à? Ủa Dũng. Dì Năm. Bà, trời ơi, con nhớ gì hả? Dạ. Dì tưởng đâu là con bây giờ nghệ sĩ lớn rồi, không nhớ khán giả như gì chứ. Trời ơi, dì Năm nói gì kỳ vậy, nghệ sĩ. Nhưng mà dì Năm là khán giả của con, ái mộ con mười mấy năm qua, làm sao con quên được. Khán giả đó là của dì đó, bà con chồng sớm đó tới đây là để coi con hát. Ủa? Chứ đâu phải tới đây để coi chú Phương Hùng gì đó hát đâu. Coi con hát đó, cái tuần này con hát hay lắm trời ơi, dì mê dữ lắm con ơi. Lặn lội đi 7-8 cây số lội bộ không đó, đi ra đây coi em bay hát đó. Nhưng mà dì Năm ơi, sức khỏe của chồng con với lại có 2 mấy vé à, hát không có đủ sở hụi dì Năm. À không có đủ sở hụi phải không? Dạ. Đây dì con nè. Nè. Đó cái chắc nãy con còn 10.000 nè, nãy con Hùng vỗ nãy kêu mấy con mấy chú hát cho con coi, con mê lắm á. Đó, thằng cháu nội của dì cũng mê dữ lắm. Nè, có mấy chục nè con, mà bốn mấy 50. Tiếng gọi non sông, chúng tôi xin được phép bắt đầu.
Đẹp lắm, mỹ nhân của đất Việt đẹp lắm. Nàng chẳng những đẹp mà nàng còn thông minh. Nếu như nàng nói với phu quân của nàng Quỷ Thuận quân ta, thì mai ra ta sẽ chừa cho nàng con đường sống. Giết tao đi! Em đi! Chớ nên ngông cuồng mà dông thân, giữa nơi xa trường mồ dồn thay. Mau mau quy hàng bằng không, mi liệt phận làm trai gánh nặng trên vai tình nhà nơ nơ. Giữa lúc nước non đang hồi nguy biến, ta biết phải làm sao cho tròn vẹn cả đôi đường. Trước mũi giáo làng tên, phu nhân ơi, nàng tin tưởng ở nơi ta, ta sẽ đạp băng sóng gió để mang thanh bình về cho quê hương đất nước. Hỡi lũ giặc sắp lăng, ta thề là chết cho quê hương đất nước. Tấm thân này ta nguyện hiến cho non sông. Ba con, mấy chú ơi, ba bên kia. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, chết rồi. Mình ngồi xuống. Mình ơi, mình ơi, ba con. Dạ, nước, nước, nước. Ba có sao không ba? Cái gì vậy? Con nói rồi. Mình ơi, mình không có được mà. Con tự nhiên, sao cái kịch bản này có cái đoạn ba vậy? Trời ơi, tao ca giọng cổ xong mới bay. Mấy thằng quỷ nó kéo tao bay luôn. Với lại kệ mình bay vậy đi con, mình hát vậy đặng kéo khán giả đêm mai. Không biết kéo khán giả được không nha. Chứ bay kiểu đó là có ngày là ông bay đi luôn đó. Chú nó bậy không à? Không phải, lớn tuổi con. Dũng ơi con có sao không vậy con? Dạ gì Năm. Thôi ngưng đi con, giữ gìn sức khỏe để còn cống hiến cho bà con nữa. Hát tới đây được rồi, dì Năm cũng cảm ơn con nhiều lắm. Để dì xuống nói với bà con họ về. Dì Năm ơi, vở tuồng chưa kết thúc, khán giả còn ở bên con. Một đời theo nghiệp cầm ca, khách đi ân con không thể phụ lòng. Dì Năm à, yeah!
mà. Ba đang diễn, ba đang diễn, chết lỡ, ba đang diễn, ba đang diễn. Quân ta đã toàn thắng. Hay quá. Ông chàng vỗ tay chúc mừng dùng nhí tiền mặt. Xin mời sự chia sẻ từ giám khảo nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh với tiết mục đầu tiên của chúng ta đêm nay. Đối với một người khán giả ngồi xem, cái tiết mục của tụi em cũng mang lại cảm xúc cho khán giả. Các em đem cái hiện thực đó lên trên sân khấu với những người khán giả đang xem các em biểu diễn. Và hiện tại bây giờ mình vẫn thấy vẫn còn rất nhiều các cô chú anh chị là những khán giả trung thành của cải lương như thế đó, và họ yêu cải lương như thế đó. Còn về cái phần kịch bản thì anh thấy thế này, tức là em làm cho mọi người hiểu thêm về cái nghiệp bầu xô, tức là bầu xô cái nghiệp còn nặng hơn là cái nghiệp nghệ sĩ nữa cơ. Rồi còn cộng thêm cái nghiệp hát nữa, thành thử là hai cái đó nó cộng lại với nhau thì thành thử cái người mà cái niềm đam mê nó lại nhân lên gấp bao nhiêu lần. Chính vì vậy ông này đã vượt qua được cái chuyện đó, và vì khán giả mộ điệu đang vẫn còn thích mình thì mình phải làm, mặc dù là sức khỏe nó không tốt lắm. Duy chỉ có một câu thôi, anh thấy nó hơi uổng, nó chỉ thiếu đúng một chữ thôi. Như là Dũng nói với dì Năm đó, ngày xưa dì Năm đi mua vé để được xem con hát. Hôm nay, đó là em nói nha, bữa nay dì cho con xin được hát để dì Năm xem. Em thiếu một cái chữ được thôi thì thấy nó uổng, tức là nó không có cái điểm nhấn mạnh ở trong đó. Còn về cái phần dàn dựng của các em, nó có một chút xíu nó truyền thống theo kiểu cải lương hồi xưa, là kéo cái dây bài theo cái kiểu đó. Và cái phần mà bộ của em, về cái phần mà đánh của em là rất là đẹp. Và một cái điều độc lạ nữa là vừa bay vừa hát, vừa bay vừa ca giọng cổ, tức là đu trên cái dây nó siết cái chỗ này mà mình ca vẫn ngọt ngào. Là anh vừa bay vừa hát mà không sai một nốt nào, không lạng qua, nó không có chinh đâu gì hết. Tụi em đã có một cái quyết tâm đam mê nghề nghệ sĩ sân khấu cải lương, cả thế hệ trẻ và tất cả các bậc tiền bối đi trước, ngay cả bây giờ các cô chú ở trong viện dưỡng lão rồi cũng vậy, quyết tâm làm nghề, không bao giờ muốn bỏ nghề cả. Hôm nay cái tiết mục này các em đã nói lên tận cùng đến cái khổ. Khi mà đã vào diễn rồi thì các em đã quên hết, chứng tỏ cho quý vị khán giả thấy rằng nghệ sĩ cải lương xả hết cái mạng sống của mình. Một lần nữa chị cảm ơn hai em rất là nhiều, để tiết mục rất là đẹp, rất là hay. Dũng Nhí Tuyền Mặt, trong vòng thi đêm chung kết, hai bạn hãy thống nhất đi, chọn để biết một trong số 3 vị giám khảo số điểm. Thì Dũng và Tuyền muốn xin được biết số điểm của Nhung. Em xin gửi cho hai anh chị điểm 75. Ba má chưa về nữa. Hai ơi, em đói bụng quá Giờ hai biết tính sao giờ? Phải đợi ba má về mới có cơm để ăn chứ. Em đói bụng quá không học nổi nữa. Dạ, hôm nay không học nổi nữa. Em đói bụng quá. Cái gì vậy? Hả? Cái gì mà ba mới vừa về tới nhà là nghe mấy đứa la âm sòm vậy? Dạ, tụi con đói bụng. Xích qua coi con. Đói bụng lắm không? Dạ, đói. Nè,
Ra bà Tám mua gạo đi rồi về ba nấu cơm cho ăn. Sao mẹ mày bữa nay đi về trễ quá vậy không biết nữa. Dạ. Đi đi con. Ừ. Giỏi. Nè. Sao về rồi không vô nhà đi đâu vậy? À, em tính đi móc tiếp á mình. Móc cái gì nữa? Em giờ móc... này chiều tối rồi móc cái gì nữa? Kể kiếm thêm được nhiêu hay nhiêu. Bà ôm gì vậy? Vô đây coi. Bà ôm cái gì đó? Bánh tét. Nè. Bánh tét gì gói màu hồng? 2017 người ta gói màu này không hả? Rồi quay qua tôi coi. Ừ, màu này đang hot mà. Quay ra đây tôi coi. Bánh tét gì? Nè. Bánh. Trời ơi, ở đâu vậy? Thì của con nhỏ kia nó gửi. Nó gửi thì nó đây nè, nó nói như vậy nè. Nó nói như vậy nè: chị ơi, em để đồ ở trong bệnh viện em quên, chị coi chừng con giùm em một chút đi, em vô trỏng em lấy, cái em ở ngoài em giữ con cho nó. Cái nó đi vô đi, cái nó đi luôn à. Rồi mày đem về đây rồi nhà như vậy rồi tính sao? Thôi hả? Mà tính giùm em đi. Chớ em đâu có nợ bỏ con giữa đường đâu. Nó nhìn em nó cười, ôi dễ thương quá trời. Sao bỏ được mình ơi, em quyết định là nuôi. Nhưng nó là con gái, tôi muốn kiếm một con trai. Đã ba cái con vịt bầu, giờ thêm cái con vịt trời. Nuôi không nổi đâu bà ơi, cho nó đi bà ơi. Cho là cho ai kìa chứ? Vì miếng ăn thôi mà đuổi con người ta đi, trong khi người ta chưa có biết đi thì người ta phải đi đâu? Vậy mà đuổi người ta đi, rồi người ta biết đi đâu trong khi người ta không biết đi. Mà bây giờ đuổi người ta đi, mà bây giờ người ta đi đâu? Người ta có biết đi đâu mà đi? Tôi không biết đi đâu, để làm sao mà nó đi đâu? Thôi thôi, bây giờ nó đi đâu rồi? Trời ơi, được rồi. Thì thôi ơi, không có đuổi đi. Vậy đi. Mệt ghê. Em nói thiệt với mình á, nghèo thì mình cũng đang nghèo rồi, kệ nó, chơi tới luôn đi mình. Hả? Nuôi nổi không? Em nuôi nổi, bao nhiêu em cũng nuôi nổi hết trơn á. Đây đứa nữa nè. Cái gì vậy? Con trai hay con gái? Gái luôn bà. Trời ơi, gái. Vậy sao hồi nãy nói là đòi con trai? Tôi đang đi móc ở ngoài công viên á, chiều tối rồi, tính đi về. Nhưng mà tao ráng móc chút nữa coi có gì không. Tự nhiên á, tôi nghe tiếng khóc, cái tôi nhìn qua tôi thấy cái thùng giấy. Hả? Tiếng khóc nó phát ra từ trong cái thùng giấy này. Tôi lại tôi dở ra thì một đứa trẻ sơ sinh. Đêm nay mà không có tôi, không biết nó làm sao nữa. Trời ơi. Nín đi con. Ôi, ba má xin lỗi mà. Bà dở quay kia đi. Ôi. Ôi gì. Khóc mà cũng bè nữa hả con? Ôi, thôi nha. Nhẹ nhẹ, sắp giường. Ông tính làm sao? Nghèo thì cũng đã nghèo rồi, thôi kệ, chơi luôn. Cái này là ý trời rồi đó, ý trời sắp đặt. Tôi nói cho bà nghe, cũng như số phận ông trời ban cho chúng ta, sống chung một nhà, tình cảm đậm đà. Dần không ân hận
nói á thì bà phải giữ lời nha. Từ bây giờ trở về sau á, hai vợ chồng mình cố gắng đi móc bọc để lo cho tương lai các con mai sau nó ăn học nên. Miệng sao các con có được tình thương, dù cực khổ đến đâu tôi cũng không màng. Ê, khóc nữa kìa, khóc nữa kìa, trời ơi, dí dầu cầu gián đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi. Ba dắt con đi, con thi trường học, ba thi trường đời. Lũi nè con, lũi nè con. Nó nhỏ nhỏ, từ cho con ngủ nghe. Ba má ơi, gạo có rồi nè. Có gạo rồi nè ba má. Có gạo rồi ba má. Đi dạ. Cho em nó ngủ. Ý, em bé. Em ở đâu vậy má? Thôi. Mấy con chỉ biết là mấy con có được hai đứa em nữa là được rồi. Nha. Dạ. Kể từ ngày hôm nay gia đình mình có Ngũ Long công chúa. Một gái, hai gái, ba gái, bốn gái, năm gái. Ấy. Sao cái đầu gái này ung cục kỳ vậy? Dạ không có gì đâu má ơi. Mấy bà chú Yên. Xì cái gì mà xì? Thằng Tèo nó quýnh chị hai mình đó má. Thằng Tèo con mà đánh đó hả? Dạ. Anh nghe này má. Dạ. Anh cẩn thận ngồi chừng nghe mới thức nghe không? Con có chồng nó không? Sao xì quá không anh? Cái thằng Tèo, mày nghĩ sao mày đánh con tao? Con tao là cành vàng lá ngọc và thiên kim tiểu thư, nghĩ làm sao mà đánh con tao? Tao không rứt ruột đẻ ra, nhưng đây là cành vàng lá ngọc của tao. Mày đụng tới thôi, mày đụng tới tao. Dạ ba, mày nghĩ sao vậy? Kêu ba má mà qua cái lộn với tao. Bớt làng đúng rồi. Nghĩ làm tao thấy chưa? Nó đánh con tôi đâu phải bình thường. Nó lấy cây nó đập vô đầu. Bây giờ nhỏ khùng đứng cứ lắc nè. Nè bà nghe tôi nói nè. Dạ ba đi. Bỏ cái gì mà nó. Tao dù cái gia đình mày ăn cá thì cá ương, ăn heo thì heo bệnh, ăn bò thì bò điên, giảm cân thì bị mập mà béo phì. Thôi mình chửi một hồi, mình chửi tao phải ơi, nên đây nè, nghe tôi nói không? Dạ em xin lỗi mình. Thôi ẵm em ra sao đi, để ba nấu vô nấu cơm cho mấy đứa ăn. Dạ. Lần sau quay vô. Thằng Tèo, tao còn cho gia đình mày nghe. Ra đường xe đụng nổi mụn là mụn bông. Má mà chửi ở đâu vậy? Ăn thịt heo là heo bệnh. Ăn bò là bò điên. Ăn kim thì béo trời ơi. Ăn mì mắc em. Trời ơi, chị nhẹ nhàng ơi. Tôi lại chị. Dạ, dạ, cho tôi xin lỗi chị ơi. Trời ơi, thằng con trai tôi nó đánh con gái chị có chút xíu mà sao chị chửi dữ vậy chị? Trời ơi, chị ơi, chị, nhà tôi đang cúng á chị. Sẵn cái mâm trái cây nè, tôi đem ở đây tôi cúng chị nè. Chị làm ơn chị đừng chửi. Cái gì chồng tôi chết là gì vậy? Anh đâu có đâu. Dạ tôi sao anh nói dội anh giùm cái tôi sợ quá trời cho ba dữ dữ vậy. Thông cảm đi vợ tôi nó nói lâu lâu vậy thôi, đừng cho tôi đi gói nha chị. Thôi để tôi giải quyết cho chuyện gia đình, để tôi giải quyết thôi chị, đừng buồn nha. Chị về giờ có lấy cái trái cây này không? Lấy cho con tôi ăn chứ. Lấy đi nghe, đừng chửi nữa nghe chị. Tôi xin lỗi nghe chị. Cảm ơn chị nghe chị. Trời đất ơi, tôi giữ chị giữ hơn tôi nữa. Rồi đó, người ta xin lỗi rồi đó, bà vừa lòng chưa? Phải vậy chứ. Giờ xuống đi. Đỡ em xuống đi mình. Sao hồi nãy lên được? Hồi nãy nóng, tăng xong nó lên lẹ lắm, giờ xuống không có được. Mình ơi, ập thêm đi mình. Ê, coi chừng, sập nhà.
Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức trích đoạn từ bộ phim Nhà có năm nàng tiên. Xin cảm ơn các con. Ẩm em vô đi hen. Giáo khảo Phi Dung, em rất là hãnh diện khi Việt Nam của mình có những cái phim hay như vậy, các bạn đưa lên trên cái chương trình tài tử tranh tài. Phi Dung thấy rất là hay. Em chúc mừng anh Dũng Nhí với lại Tường Mập. Nhung rất là thích. Dạ. Xin mời nghệ sĩ Thanh Hằng. Trời ơi, dáng này đẹp quá Hằng ơi. Dạ. Như người mẫu thời trang á. Ôm hai đứa em. Trời ơi. Cảm ơn. Cảm ơn Dũng á, đã đưa đến cho quý vị khán giả một cái câu giọng cổ nó rất là ngọt ngào, đợi cho sự lắng động nhẹ chút xíu thôi rồi vô dỗ ngọt như thiệt là ngọt làm sao mà nó nghe nó đã làm sao đâu á. Xin quý vị cho một tràng pháo tay nữa. Còn Tiền nè, chị cảm ơn Tiền rất nhiều. Những cái tiết mục trước á thì em cũng chưa có tự tin về cho mình mấy, nhưng những tiết mục sau này anh Hoài Linh đã nhận xét, Phi Nhung nhận xét và chị cũng nhận xét, thì chị thấy em có một sự tiến bộ rất là nhiều. Cho nên hôm nay em thể hiện một cái vai này nó cũng rất là tĩnh mà nó rất là dễ thương, mà ca ngọt làm sao đâu không biết à. Dạ, xin cảm ơn. Em cảm ơn anh Bạch nhiều lắm. Thực sự ra để mà lấy cái phim này để làm ở trên cái sân khấu như vậy thì chỉ có dựa theo phim mà làm, chứ còn để mà có cái nét mà mọi người nhìn lên để ra cái điện ảnh thì nó chưa có. Nó vẫn nằm ở cái dạng kịch, cho nên là anh thì anh không có ấn tượng gì mấy. Thưa quý vị, và bây giờ kết quả số điểm từ giám khảo Phi Nhung. Tặng cho hai người 977 lòng. Chúc mừng. Xin mời kết quả số điểm từ giám khảo Hoài Linh. Anh gửi đến hai em 9,50. 9,5. Giám khảo Thanh Hằng sẽ giữ lại số điểm của mình. Thưa quý vị, yêu thích thí sinh chúng tôi hãy bình chọn với mã số 08. Gửi về tổng đài 6540 quý vị nhé. Xin cảm ơn Dũng Nhí, Tuyền Mập.